Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đưa giống dâu tây Nhật Bản về trồng tại Hưng Yên. Nông dân đẩy mạnh sản xuất, khắc phục tình trạng khan hiếm rau gia vị. Khan hiếm mặt hàng kit test nhanh COVID-19 tăng giá cục bộ. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 3 phần gồm một số yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và thực trạng phát triển của tỉnh Hưng Yên. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định việc xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thể hiện khát vọng phát triển và quyết tâm huy động tiềm năng, nguồn lực để tỉnh Hưng Yên phát triển hơn nữa. Đồng chí gợi mở một số nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý như cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, việc hình thành các khu cụm công nghiệp, xu hướng phát triển đô thị, việc chuyển dịch lao động. Ví dụ như hạ tầng giao thông thì ở đây thì có cũng con đường thì đã hình thành rồi, chỉ mở rộng phát huy hơn, to hơn, nhưng có con đường thì đang xây dựng trong chủ trương. Ví dụ như là Tân Phúc Quảng Phan thì đang là ý tưởng, đang nghiên cứu khả thi. Hai là đường gọi là đường kết nối di sản, tôi nói đông na như chúng ta nâng cấp cái đê bối. Đấy, ở ngoài sợi đê của chúng ta gọi là cái đê bối. Nâng lên bây giờ thành 60m, 80m. Kết nối từ Hà Nội về thành phố Nghiên, làm sao đi nhanh hơn, thuận tiện hơn. Đấy, và đường kéo theo đó bên cạnh nó là đường điện trên cao, tàu điện trên cao để chúng ta khai thác phát triển du lịch. Đấy, như thế. Thì ý tưởng như thế. Thì đang nghiên cứu khả thi mà rất khả năng là trong tháng 3 này thì ban tỉnh sẽ báo cáo ban thường vụ nghe cái tiền khả thi. Có một cái nữa là chính phủ cũng cho chúng ta là tạo bây giờ là khai thác cái nút mở Tân Phúc thì mới khai thác được con Tân Phúc Quảng Phan. Nghiên cứu cái theo cái đề án là bảo tồn di tích lịch sử Phố Hiến ấy, để chúng ta phát triển thương mại và dịch vụ thì cũng có nhà đầu tư là khai thác cái khu của thành phố Nghiên của khoảng 1.000 ha để hình thành lại cái khu phố cổ của chúng ta. Trong đó thì có cả các cái xây dựng thương mại và dịch vụ. Và cái mới nữa là từ cái hệ thống giao thông mở như vậy thì dẫn đến là chúng ta có hình thành là các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu đô thị để giải cho chúng ta trong toàn tỉnh. Ngày xưa chúng ta chủ yếu tập trung ở phía Bắc. Thế nay thì chúng ta phía Bắc là kín rồi. Thì phía Bắc bây giờ chỉ làm sao là sản xuất tinh hơn, gọn hơn, bảo vệ môi trường tốt hơn mà tạo ra cái xu hướng thế phát triển mới. Ví dụ như phía Đông. Phía Đông ở đây có những gì? Là gồm có phía một chút chủ yếu là huyện Ân Thi của chúng ta hiện hữu, mới là ít của Kim Động, ít của Phù Cử. Đấy, vâng, chính như vậy thì chúng ta sẽ có cái xu hướng phát triển như vậy. Du lịch, thương mại và trung tâm chính trị thì vẫn là thành phố Nghiên và Khoái Châu ta phía ngoài đê. Nông nghiệp của chúng ta sẽ chuyển hướng sang là để tinh, hàng chất lượng. Đô thị chúng ta thì trong đề án thì xu hướng là phát triển đa đô thị, nghĩa là đa cực, 4-5 điểm của chúng ta. Thế hay là chúng ta một điểm là trung tâm còn xong lan tỏa ra. Đấy thì cũng đề nghị các đồng chí là cho cái quan điểm phát triển này. Đấy, để chúng ta xem là chúng ta cái xu hướng phát triển đô thị chúng ta thế nào. Vì thưa đồng chí là đến năm 2050 là tỷ lệ đô thị chúng ta là 70%. Nhưng nếu đặt vấn đề mà chúng ta chủ tịch trung ương thì chắc rằng chúng ta không nên đặt vấn đề là đa cực hay tiểu cực ở đâu mà chúng ta phát triển đồng bộ. Chỉ phân khu ra đâu để phát triển công nghiệp để chúng ta tránh ô nhiễm môi trường và phát triển khác. Đấy, mà chính thế. Thì cũng để đề nghị các đại biểu chúng ta đấy xem và thảo luận. Vấn đề đặt ra trước đây nữa là chuyển đổi lao động từ nông thôn sang lao động thành thị và lao động công nghiệp. Thì bây giờ cái chuyển đổi lao động của chúng ta như thế nào? Đây là thách thức. Cái chất lượng lao động của chúng ta là vấn đề mà chúng ta bây giờ quan tâm.
Báo công chí là vừa rồi là một số doanh nghiệp lớn như Apple về hỏi câu hỏi đầu tiên chúng ta hỏi thế lao động của chúng ta thế nào. Câu hỏi đầu tiên của họ đặt ra là lao động. Báo công chí như thế. Thì quả thực ra trong báo cáo này đánh giá rất sát vào trong quá trình. Thì chúng ta cái chất lượng lao động của chúng ta đạt được ngưỡng nào và cái xu hướng phát triển lao động của chúng ta nó phải theo hướng nào thì chúng ta mới đảm bảo được cái lực lượng để cho quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển thương mại dịch vụ chúng ta. Trên tinh thần đó, Hội đồng Tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung và làm sâu sắc thêm những yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù, thế mạnh của tỉnh, như góp ý điều chỉnh phương án phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phương án phát triển mạng lưới giao thông, quy hoạch đô thị, nông thôn, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế cho các huyện phía Nam của tỉnh, quan tâm phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển văn hóa, thể dục thể thao, phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, nông nghiệp, làng nghề của tỉnh. Ngày 23 tháng 2, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang đã trao tặng huy hiệu 70 năm và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở xã Tân Tiến. Là 8,0 lần mức tiền lương. Bí thư Huyện ủy Văn Giang đã trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Bộc, chi bộ thôn Hòa Bình Thượng và đảng viên Nguyễn Văn Thịnh, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng thuộc chi bộ thôn Đa Ngưu. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời khẳng định đây không chỉ là vinh dự của bản thân các đồng chí và gia đình mà còn là vinh dự của địa phương. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Với những người nông dân 4.0 hiện nay, việc phát triển các mô hình nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ và mạnh dạn nghiên cứu đưa những giống cây mới về trồng đã dần trở thành một xu hướng tất yếu. Anh Trần Bá Cấn ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động là một người nông dân như thế khi anh đã thành công đưa giống dâu tây Nhật Bản về trồng tại Hưng Yên và bước đầu cho hiệu quả rõ rệt. Năm nay là năm thứ hai kể từ khi anh Cấn trồng và phát triển vườn dâu tây với diện tích trên một mẫu trong trang trại của gia đình. Vốn dĩ là giống cây chịu lạnh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên khi bắt tay vào trồng thử nghiệm 2.000 cây vào mùa hè năm 2019, anh thất bại do thời điểm trồng không phù hợp. Không khuất phục trước khó khăn, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu, trải nghiệm tại các trang trại dâu tây ở Sơn La, Mộc Châu. Nhờ đó, vốn kiến thức cùng kinh nghiệm thực tế đã giúp anh thành công với mô hình của mình. Anh mở rộng quy mô trồng và chăm sóc theo hướng Việt Gáp, nên hơn 7.000 gốc dâu tây sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu hoạch ổn định. Anh chia sẻ dâu tây trồng tại Hưng Yên cần được trồng vào thời điểm đầu tháng 9 là phù hợp nhất, sau 2 tháng bắt đầu cho thu hoạch cây giống và quả. Vụ thu hoạch kéo dài đến tháng 3 âm lịch. Hiện nay, mỗi ngày anh thu từ 10 đến 15kg dâu, giá bán đạt từ 150 đến 300.000 đồng kg tùy cỡ quả, không đủ cung cấp cho các thị trường, mỗi vụ cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Nhờ thành công bước đầu cùng với thị trường tiêu thụ rộng, khách hàng ưa chuộng do chất lượng quả thơm, ngon, anh Cấn dự định sẽ phát triển, mở rộng quy mô và kết hợp với du lịch trải nghiệm trong thời gian tới. Do ảnh hưởng của thời tiết, giá rau xanh tăng cao, nhưng tại vùng trồng rau huyện Yên Mỹ, cung vẫn không đủ cầu. Huyện Yên Mỹ có hơn 500 hectare trồng rau các loại, tập trung nhiều tại các xã Hòa Long, Yên Phú, Việt Cường và Yên Hòa. Rau xanh hiện đang được thương lái thu mua tại ruộng tăng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên nguồn cung vẫn không đủ cầu. Trung bình mỗi ngày toàn huyện cung cấp ra thị trường hơn 80 tấn rau thương phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết. Đợt rét đậm kèm theo mưa kéo dài từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của rau màu. Thời điểm này cũng là giai đoạn kết thúc vụ rau. Người dân thu hoạch hết lứa rau cũ, trồng lứa rau mới nên nguồn cung hạn chế hơn. Hiện tại người dân đang tập trung làm đất, trồng và chăm sóc để sớm đưa lứa rau mới ra thị trường. Do ảnh hưởng của thời tiết kèm theo nhu cầu sử dụng của thị trường tăng mạnh trong những ngày gần đây khiến giá rau xanh tăng cao, trong đó một số loại rau gia vị không những giá tăng mà còn khan hiếm. Khắc phục tình trạng trên, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang đẩy mạnh sản xuất. Cánh đồng thôn Đào Xá, xã Dương Quang, huyện Ân Thi
có trên 30 mẫu chuyên trồng cây rau màu, trong đó chủ yếu là trồng cây gia vị các loại như tía tô, kinh giới, tỏi, hành. Theo người dân cho biết, thời điểm trước, trong và ngay sau Tết, bà con xuất bán từ 10 đến 20 nghìn đồng một kg, thì nay có giá từ 30 đến 50 nghìn đồng một kg, tùy từng loại, nhưng không có rau để bán. Các cây rau tía tô kinh giới này là bây giờ rất đắt, nhưng mà rét quá không lên nổi. Chúng tôi cố gắng để chăm sóc, che đậy để phục vụ bà con. Chuẩn bị được thu hoạch thì thời tiết mưa rét những ngày qua đã khiến trên 2 sào rau gia vị gồm tỏi, thì là hành của gia đình bà Chu Thị Thêu, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên bị hư hỏng. Khắc phục tình trạng trên, tranh thủ thời tiết ấm, gia đình bà Thêu đang để mạnh chăm sóc và trồng mới lại những diện tích bị thiệt hại. Vì không có thì nó mới đắt. Bây giờ chúng tôi lại phải khắc phục cái thứ nhất, cái nào mà còn cứu được thì là chúng tôi sẽ chăm bón lại, và cái nào hư hỏng thì chúng tôi phải treo lại để cho nó kịp thời vụ và để phục vụ thị trường. Toàn tỉnh hiện có gần 3.500 ha cây rau màu, trong đó có tới gần 400 ha cây gia vị. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, rau gia vị tăng giá và trở nên khan hiếm. Nguyên nhân là do mưa rét kéo dài, nhiều diện tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có rau để thu hoạch, phải gieo trồng lại từ đầu. Và một phần là do nhiều người dân tin sử dụng gừng, hành lá, tía tô, tỏi có thể tăng sức đề kháng mùa Covid-19, nên xảy ra tình trạng tăng mua dẫn đến nguồn cung trở nên thiếu hụt. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tượng giá rau tăng mạnh trong những ngày gần đây chỉ là tạm thời. Hiện tại tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang đẩy mạnh sản xuất, nguồn cung dồi dào, chắc chắn giá rau xanh, trong đó có rau gia vị, sẽ ổn định trở lại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy là doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ và dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tại tỉnh Hưng Yên, Gốm Đất Việt hiện chiếm tỷ phần lớn nhất so với các sản phẩm cùng loại. Đồng thời Hưng Yên cũng là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng về sản lượng tiêu thụ gốm đất Việt hàng năm. Vừa qua tại hội nghị hội ngộ cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân kỷ lục lần thứ nhất năm 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Cộng đồng kỷ lục khát vọng Việt Nam hùng cường do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt đã nhận kỷ niệm chương tinh hoa kỷ lục. Qua đó, đưa Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt cùng với tập đoàn Vingroup là hai đơn vị duy nhất của miền Bắc được nhận danh hiệu này. Cũng tại hội nghị này, Gốm Đất Việt cũng đón nhận 5 kỷ lục Việt Nam, đó là đơn vị đạt nhiều giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020. Có diện tích tranh bích họa đa chủ đề được trang trí trong khuôn viên nhà máy lớn nhất Việt Nam, rộng hơn 3.000 m2, là đơn vị sản xuất loại ngói đất sét nung lớn nhất bằng công nghệ nghiền khô siêu mịn, là doanh nghiệp có trung tâm nghiên cứu thí nghiệm trong lĩnh vực gạch ngói đất sét nung đồng bộ và có diện tích lớn nhất. Nhờ việc không ngừng đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, qua hơn 10 năm thành lập, đến nay, tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt là thương hiệu gạch ngói đất sét nung số 1 Việt Nam, là một trong các thương hiệu sở hữu nhiều kỷ lục thế giới và kỷ lục Việt Nam nhất hiện nay, trở thành niềm tự hào của đất sét nung Việt Nam. Sản phẩm xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước, trong đó có nhiều công trình trọng điểm về lịch sử, văn hóa của đất nước. Số lượng F0 trong cộng đồng tăng nhanh, cùng với việc đi học trở lại của các em học sinh, sinh viên, nên nhu cầu sử dụng kit test nhanh COVID-19 tại các gia đình tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Kéo theo đó là giá bán các mặt hàng này cũng thay đổi theo từng giờ. Và đáng nói là dù giá bán cao nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm. Do tính chất công việc, hàng ngày vợ chồng chị Huyền tiếp xúc với hàng chục lượt khách tại cửa hàng nên luôn chủ động tìm mua và dự trữ kit test nhanh COVID-19 trong nhà. Trước Tết, một bộ kit test chị Huyền mua có giá 60.000 đồng thì hiện nay giá bán đã tăng lên 90 đến 100.000 đồng. Tuy nhiên, chị cũng không thể mua đủ số lượng gia đình cần. Mình cần biết là sức khỏe hiện tại của mình thế nào cũng để phòng tránh cho khách mình, ví dụ không may mình trở thành F0 ấy thì gia đình em cũng 2-3 ngày tự hai vợ chồng test cho nhau một lần. Đối với giá thời điểm hiện tại thì giá cũng đang dao động rất là cao. Ít nhất thì cũng phải tầm 85.000 một cái test.
không thì cũng phải 100.000 ấy. Thì trung bình 2-3 ngày sẽ mất khoảng 200.000 như thế thì là cái công việc bán hàng chưa chắc đã đủ để mình có thể duy trì được. Khảo sát tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Ân Thi, các hiệu thuốc đều có chung một câu trả lời là không đủ hàng để bán cho người dân. Có bán thì mỗi người cũng chỉ mua được từ 1 đến 3 kit, thậm chí cũng chỉ bán cho người quen đặt trước. Nhu cầu Tiên Lữ mình thì cũng nhiều bởi vì là các công ty ở đây mình cũng vẫn bị nhiều. Và trong dân này cộng đồng sau Tết là cũng bị nhiều nên là mọi người cũng hỏi nhiều nhưng mà bọn chị cũng không có hàng để bán. Bởi vì là trên chợ thuốc Habu Ngọc Khánh của mình do ảnh hưởng dịch rồi là do nhu cầu dân ở trên Hà Nội sử dụng quá nhiều nên là nguồn hàng nó cũng bị cắt. Cái thị trường kit test bây giờ nó tăng giá và nó loạn giá là thị trường chung. Sợ là thị trường nó sẽ đang lên đỉnh, nó sẽ bị nổ giống như là cái đợt khẩu trang của năm kia. Kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cũng như thuốc điều trị COVID-19 là mặt hàng kinh doanh có điều kiện phải được cơ quan y tế cấp phép, đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhưng việc kinh doanh các mặt hàng này rất hỗn loạn. Dù đều báo hết hàng tại các quầy thuốc, nhưng trên các trang mạng xã hội mặt hàng này được giao bán rầm rộ, quảng cáo hàng sách tay có đủ hóa đơn, xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Nhưng thực tế ra sao thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Là mua kit test ở trên Facebook thấy rất là hoang mang vì nó nhiều loại quá. Của đơn số tiền cao hơn khi mua thường ngày ở các hiệu thuốc. Nhưng tôi cũng không biết được chất lượng, xuất xứ sản phẩm như thế nào. Thì mua hiệu thuốc ấy cũng khó có thể mua nhiều nên là khi mà tìm mua trên mạng thì độ chuẩn của bộ test thì mình sẽ không thể xác định được. Thế nên là cũng khó khăn đối với người tiêu dùng như là gia đình em. Dự báo nhu cầu sử dụng các bộ kit test nhanh COVID-19 vẫn còn tăng cao và kéo dài do tình hình dịch bệnh phức tạp. Vì vậy ngành y tế, chính quyền địa phương và nhất là lực lượng quản lý thị trường cần triển khai các biện pháp quyết liệt, giám sát việc kinh doanh, buôn bán mặt hàng này nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, chấm dứt tình trạng tăng giá và khan hàng hiện nay. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh đến trường học trực tiếp tại trường, các trường học trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã có nhiều biện pháp đồng bộ để kịp thời phát hiện, ứng phó và xử lý khi xuất hiện các ca bệnh. Theo đó, ngoài việc yêu cầu các phụ huynh thường xuyên theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có dấu hiệu bệnh cần tiến hành test trước khi đến trường. Tại các trường đều đã trang bị máy đo thân nhiệt từ xa, các máy đo được đặt ngay cổng vào. Các học sinh trước khi vào trường đều phải thực hiện đi qua máy đo này. Trước cửa các dãy lớp học đều được trang bị dung dịch sát khuẩn và khẩu trang, hệ thống vòi nước rửa tay. Trong lớp học sinh phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo quy định. Những lớp sĩ số trên 30 học sinh phải chia ca. Hầu hết các trường đều thực hiện học đan xen sáng chiều và được bố trí lớp học riêng biệt các tầng, các khu theo phương châm mỗi dãy nhà một khối, mỗi tầng một lớp nhằm hạn chế học sinh tiếp xúc gần với nhau. Đến nay các trường đều vẫn duy trì học trực tiếp đối với các khối 7, 8, 9 theo quy định và chưa phát hiện trường hợp F0 nào tại trường. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các dịch vụ vũ trường, karaoke phải đóng cửa. Song tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp trái phép vẫn diễn ra và thay đổi về cách thức. Phòng trọ này ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vào cuối năm ngoái, Đồng Huy Dương ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã thuê làm nơi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. Khi bị lực lượng công an bắt, Dương đang tàng trữ gần 7,5 gram metafetamin và chứa chấp 3 đối tượng khác. Hơn một tháng Dương ở đây, không ai phát hiện điều gì bất thường. Chúng nó ở nó cũng không có ồn ào gì đâu, mà bật nhạc to thì nói chung là bên đấy nó cũng không có loa đài, không có tivi. Thông thường các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp sẽ tìm đến quán bar hay karaoke, nơi có hệ thống âm thanh và ánh sáng tốt để tăng độ phê ma túy. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh thì những đối tượng sử dụng ma túy có một căn phòng như thế này cũng là tốt rồi. Đồng Huy Dương đã nhận mức án 19 năm tù cho hai tội danh, mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Thì đối với nhóm tội ma túy thì có cái đặc điểm là nó phát sinh cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy là cái nổi cộng hơn so với các năm khác. Ở trong những cái bản án năm 2001 thì vì do cái đặc điểm của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy thì cái hình phạt nó rất là nặng. Năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ thụ lý 43 vụ liên quan tới ma túy tổng hợp và 64 bị cáo, so với năm 2020, tăng 3 vụ và 8 bị cáo. Đáng chú ý, loại tội phạm tổ chức và chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Điều này được lý giải là vì tình hình dịch COVID-19 nên các đối tượng sử dụng ma túy không đến được quán karaoke hay quán bar như trước. Đối tượng buôn bán thường chứa chấp cho sử dụng ngay tại nhà hoặc phòng trọ.
Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Sáng 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo triển khai một chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại miền đông Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Putin ký sắc lệnh công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk tại miền đông Ukraine. Tổng thống Nga đồng thời kêu gọi quân đội Ukraine cho khu vực hạ vũ khí. Ông nhấn mạnh các lực lượng Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine nhưng sẽ tự vệ nếu đó là lựa chọn duy nhất. Hiện Nga đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự, trận địa phòng không, sân bay, lực lượng không quân Ukraine ở hàng chục thành phố miền đông và miền nam. Tuyên bố các cơ sở này đã bị vô hiệu hóa bằng vũ khí chính xác cao. Chưa rõ quy mô và thời gian chiến dịch quân sự mà Nga triển khai ở Ukraine, song các nguồn tin của Ukraine cho biết họ đang bị tấn công từ nhiều phía, cả từ phía Belarus, bán đảo Crimea và phía Nga. Cùng lúc đó, chiến sự ở miền đông cũng đang nóng lên từng giờ. Lực lượng ly khai đã tấn công vào lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, buộc chính quyền ở đây phải sơ tán người dân khẩn cấp. Hội đồng châu Âu thông báo triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu trong ngày 24 tháng 2 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Nội dung chính của cuộc họp sẽ bàn về các biện pháp trừng phạt tiếp theo mà EU có thể áp dụng nhằm vào Nga. Tuy nhiên, giới phân tích cũng đánh giá các lệnh trừng phạt mà châu Âu tung ra với Nga cũng sẽ khiến nền kinh tế châu Âu bị tác động mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Vị thế của Nga hiện tại là nhà sản xuất dầu và khí tự nhiên lớn hàng đầu thế giới, nên nhiều quốc gia đang phụ thuộc nhất định vào nguồn cung từ Nga. Trên thực tế, Nga cung cấp cho Liên minh châu EU khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt tự nhiên. Ngoài châu Âu, giới chuyên gia cảnh báo căng thẳng Nga-Ukraine cũng có thể tác động nghiêm trọng tới châu Á khi giá nhiên liệu và hàng hóa tăng vọt, gây áp lực lên các nước đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Truyền thông Lào đưa tin, Lào và Thái Lan đã đồng ý mở lại các cửa khẩu và trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt. Theo đó, giới chức hai bên đã trao đổi về sự cần thiết phải mở lại các trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt và nâng cao giá trị thương mại biên giới để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Lào xem xét hợp lý hóa các thủ tục hải quan gần biên giới để thu hút nhiều hơn nữa các đầu tư từ Thái Lan. Dự kiến giữa năm nay, Thủ tướng Lào sẽ tới Thái Lan và đây sẽ là cơ hội tốt để hai nước nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược vì tăng trưởng và phát triển bền vững. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo thành lập một trung tâm ở Hàn Quốc để đào tạo các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, sản xuất vaccine và liệu pháp điều trị COVID-19. Đây sẽ là trung tâm thứ hai được WHO lập ra sau một trung tâm ở Nam Phi để hỗ trợ đào tạo lực lượng lao động cho tất cả các quốc gia có nhu cầu sản xuất các sản phẩm như vaccine COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA, insulin và kháng thể đơn dòng. WHO cũng cho biết 5 quốc gia gồm Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Serbia sẽ nhận hỗ trợ từ trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA của họ ở Nam Phi. Theo WHO, các nước này đã được kiểm tra bởi một nhóm chuyên gia và được chứng minh là có khả năng chuyển sang giai đoạn sản xuất tương đối nhanh chóng. Với mục tiêu thúc đẩy chi tiêu, giới chức Hồng Kông Trung Quốc thông báo sẽ phát phiếu mua hàng trị giá khoảng $1,200 cho 6,6 triệu dân và người nhập cư trên 18 tuổi ở đặc khu này. Theo quyết định này, các phiếu mua hàng sẽ được phát trong hai đợt. Các phiếu mua hàng đợt đầu tiên dự kiến được trao vào tháng 4 và đợt thứ hai được trao vào tháng 8. Đây là một trong số các biện pháp được đưa ra để hỗ trợ cho nền kinh tế của Hồng Kông, vốn đang gặp khó khăn vì COVID-19 và mở đường cho tăng trưởng sau đại dịch. Kinh tế đặc khu chỉ tăng trưởng 3% trong năm 2021, thấp hơn mức 6,4% năm 2020. Kinh tế Hồng Kông năm nay được dự báo chỉ tăng trưởng ở mức 2-3%. Bộ Công an Trung Quốc thông báo cùng với cơ quan quản lý thị trường nhà nước sẽ mở một chiến dịch trấn áp việc bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên cũng như các tội phạm liên quan. Bộ Công an Trung Quốc cho biết cuối tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng một loạt các biện pháp cứng rắn, bao gồm đóng cửa các cửa hàng bán thuốc lá điện tử và các máy bán hàng tự động gần trường học, xóa sổ các địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử không giấy phép và xóa một số nội dung có hại trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến thuốc lá điện tử. Các đợt kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành tại nhiều địa điểm chính và các điểm đến thường xuyên của trẻ vị thành niên như quán rượu và công viên giải trí. Trong bối cảnh giá năng lượng tại châu Âu đang tăng cao, giới chức thành phố Florence của Italia đã gây quỹ để chi trả tiền điện cho những người về hưu tại đây. Giới chức Florence đã hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận địa phương để giúp những người về hưu có đủ tiền chi trả hóa đơn điện của họ thông qua chiến dịch gây quỹ. Chiến dịch đã quyên góp được 33.000 euro chỉ trong vài ngày đầu tiên. Đã có 200 công dân tại đây và những người Florence sống tại nước ngoài quyên góp cho quỹ.
Mục tiêu của chiến dịch là gây quỹ để đảm bảo rằng mọi người già đều có thể nhận được sự giúp đỡ để trang trải cuộc sống, nhất là các hóa đơn điện và ga. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.